Xin kính chào quý vị và các bạn. Trong video ngày hôm nay, kênh Học của Tú Online sẽ gửi tới các bạn hai ván cờ đỉnh cao của chiến thần Vương thứ nhất. Trong ván cờ đầu tiên, các bạn sẽ cùng đón xem đánh trong giải cờ tướng nông dân Trung Quốc năm 2008 với kỳ thủ cờ bên đỏ đi tiên là Tôn Hạo Vũ. Chi 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 Chi
Và tiếp theo sau phần cửa điều xe chạy các lộ 6 đến từ bên đen của Vương thì bên tiên trông thấy kém quân và sức tấn công cũng không có, đã buông cờ xin thua trong hình cờ trên. Sau đây xin kính mời các bạn cùng xem tiếp ván cờ thứ hai trong video ngày hôm nay. Kênh Học của Tướng Online sẽ gửi tới các bạn đánh trong giải cờ tướng trên cúp mùa xuân năm 2011. Bên đỏ đi tiên là chiến thần Vương thứ nhất và người cầm bên đen là kỳ thủ Dịch Thi Bạch. Xin kính mời các bạn cùng đón xem. Chứ 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 Và tiếp theo sau phần cờ cho tiến xe bắt pháo đến từ bên tiên của Vương thì trong hình cờ trên trong bối cảnh kém quân và sức tấn công khá kém, bên đen đã buông cờ xin thua trong hình cờ trên. Như vậy kênh Học của Tớ Online vừa gửi tới các bạn hai ván đấu trên, hai ván cờ thắng khá tốc độ đến từ ngoại tình lý khách Vương thứ nhất. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn.